phiên giao dịch quan trọng hàng 2 tỷ đô về với tài khoản giao dịch. Và anh chị có thấy được rằng là một cái bối cảnh trong cái phiên giao dịch ngày hôm qua khi thị trường giảm mạnh thì chúng ta thấy xuất hiện những cái việc đó là có rất nhiều người bán ở những cái vùng giá thấp. Và ngày hôm nay khi thị trường bắt đầu có những sự phục hồi, thậm chí là phục hồi xanh ở những cái mã cổ phiếu hay là về điểm số trong buổi sáng thì lại có một lượng nhà đầu tư lại bắt đầu đua mua trở lại. Anh chị có thấy tình trạng đó xảy ra hay không? Đó, thì đây là cái giai đoạn mà chúng ta thấy được rằng là ngày mai sẽ là một cái phiên tương đối là quan trọng với thị trường và nếu mà ngày hôm nay chúng ta đua mua thì lại mang một cái tính chất là rất lo lắng. Và kèm theo đó thì ở trong giai đoạn sắp tới một hai phiên tới chúng ta sẽ có tương đối là nhiều sự kiện mà có những cái sự độ nhiễu. Đầu tiên đó là những cái sự kiện liên quan tới cuộc họp của uh, FOMC, uh, bài phát biểu của ông Jerome Powell. Đó. Uh, và thứ hai là chúng ta có đáo hạn phải sinh thì với những cái phiên giao dịch đó thì chúng ta thấy là và phiên giao dịch tỷ đô hàng về nữa thì chúng ta thấy là cái việc mà thị trường biến động có thể nó xảy ra liên tục nó sẽ xảy ra liên tục liên tục trong cái giai đoạn này đó, cho nên chúng ta cần phải chú ý thì dành cho anh chị nào lần đầu đến xem kênh thì đây là nơi mà em chia sẻ cũng như là hỗ trợ cả nhà về kênh đầu tư chứng khoán và dựa vào những cái phân tích liên quan tới vị mô và tiền tệ À, số liệu vĩ mô và tiền tệ cùng với đó là phân tích kỹ thuật thì hy vọng rằng là sẽ giúp được cho anh chị có thêm nhiều góc nhìn hơn và có những cái uh, quyết định một cách khách quan trong quá trình anh chị đầu tư ha. Nếu anh chị chưa like thì nhớ để làm like cùng với đó là một đăng ký kênh à, và nhớ để lại một con phần trái tim ở phần comment nếu thấy những cái chia sẻ cũng như là những cái sự hỗ trợ của em Tùng là hữu ích. Cảm ơn anh chị rất nhiều và chúng ta sẽ đi vào cái chủ đề ngày hôm nay đó là cái phiên giao dịch 2 tỷ đô hàng về liệu thị trường của chúng ta sẽ diễn biến như thế nào anh chị nha thì uh, chúng ta sẽ điểm qua một chút về cái phiên giao dịch ngày hôm nay phiên giao dịch ngày hôm nay thì thật sự biên độ giao động của chúng ta khá là hẹp khi mà chúng ta xanh đỏ về mặt chỉ số thì nó liên tục đúng không anh chị và hầu như là biên giao động nó chỉ khoảng tầm là uh, trên dưới 10 điểm thôi không phải là một cái biên độ giao động nó quá lớn trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay nhìn chung phiên giao dịch ngày hôm nay thì khá là gọi là khá là buồn chán đúng không anh chị đó. Nhưng mà kèm theo đó thì chúng ta lại thấy có một vài nhóm ngành khá là nổi bật trong ngày hôm nay. Đúng vậy. Ví dụ như là chúng ta thấy là nhóm ngành thép. Đó. Nhóm ngành thép thì nhờ cuối phiên sáng thì đối với những cái mảng cổ phiếu có những sự tăng trần. Ví dụ như là Nam Kim, ví dụ như là SMC, rồi những cái mảng cổ phiếu tăng mạnh như Hoa Sen, Hòa Phát, VGS đều có những sự tăng rất tốt. Và kèm theo đó là những cái mảng cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp. Không phải bất động sản khu công nghiệp mà là nhóm ngành cao su đúng à, Khi mà Phước Hòa GVR DRI rồi DPR đều có những sự bật tăng rất tốt và kéo theo đó là nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp khi mà Phước Hòa bật tăng rất mạnh, GVR bật tăng tương đối là tốt trong buổi sáng thì những cái mã cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp như là SJC, ITA rồi Long Hậu cũng có những sự hưởng ứng đi theo. đúng vậy. đó. thì đó là hai cái nhóm ngành mà chúng ta thấy được rằng là có những sự nổi bật. buổi sáng thì chúng ta thấy là sự nhúng lên của đầu tư công. tuy nhiên là đầu tư công thì luôn là như vậy khi mà cứ bật tăng phiên sáng là cái áp lực bán nó lại diễn ra còn đối với nhóm ngành bất động sản ngày hôm nay sau một cái phiên bùng nổ của ngày hôm qua khi mà thị trường điều chỉnh 20 điểm thì nhóm ngành bất động sản có những cái mã cổ phiếu tím có những cái mã cổ phiếu tăng mạnh thì ngày hôm nay đối với lại nhóm ngành bất động sản thì đây là một cái phiên tết cung đó đa số cổ phiếu bất động sản giao dịch ngày hôm nay thì không phải là một cái biên giao dịch nó quá lớn à, và cái thanh khoản nó cũng không quá lớn sau một cái phiên tăng mạnh thì nó sẽ có những cái phiên tết công như vậy. Giống như là thị trường của chúng ta cũng vậy. Khi mà thị trường có một cái pha biến động trong cái phiên giao dịch ngày hôm qua với những cái cái sự giảm điểm rất mạnh sau đó rút chân lên thì với những cái phiên giao dịch sau đó thì thường sẽ là những cái pha phục hồi với những cái thanh khoản thấp như ngày hôm nay. Điểm qua về mặt thanh khoản thị trường thì ngày hôm nay thị trường chỉ rơi đâu đó là khoảng tầm đối với sàn OC là 21.600 tỷ như vậy Và tổng ba sàn của chúng ta cũng chỉ đâu đó là khoảng tầm là 22 23 24.000 tỷ thôi. À, 22 23.000 tỷ thôi đó là một cái mức thanh khoản là cực kỳ thấp và so với mức trung bình nha anh chị và so với phiên giao dịch ngày hôm qua thì nó không có gọi là không bằng một nửa luôn anh chị. Tại vì ngày hôm qua chúng ta giao dịch với một cái thanh khoản là 2 tỷ đô. Như vậy con số cực kỳ lớn với một cái phiên biến động rất mạnh. Đó. những cái mã cổ phiếu giao dịch như DG đúng như vậy. ngày hôm qua có những sự bậc bật rất lớn. Đặc phương. Đó. nhưng mà ngày hôm nay thì chỉ có NTL là bật tăng thôi. Thì và nhà hộ Vin thì sáng ngày hôm nay cũng mà cổ phiếu như VRE sáng ngày hôm nay bật tăng rất là mạnh nhưng mà đến cuối phiên cũng bị đạp xuống. Nhưng mà ngược lại thì VIN và VINHOME thì lại có những sự phục hồi. Anh chị ha. Thì đó là chúng ta khái quát về những cái biến động chung của thị trường. Đi tới những cái vấn đề xoay quanh thị trường ở trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì trên màn hình của anh chị ở đây đó là cái thống kê giao dịch ngày hôm nay. À, thì cập nhật qua cho anh chị một chút là buổi sáng ngày hôm nay thì em cũng có cập nhật cho anh chị nhà đầu tư ở trong giữa phiên giao dịch anh chị ha thì em có nói với cả nhà là ngày hôm nay thị trường phục hồi thanh khoản rất là thấp và điều này cũng là một cái điều hợp lý sau một cái phiên biến động mạnh như ngày hôm qua vùng cản ngày hôm nay thì chúng ta thấy là một hai bốn sáu một hai năm năm tí nữa đi vào phần biểu đồ thì chúng ta sẽ chia sẻ với nhau sâu hơn phiên giao dịch hôm nay không phải là cái phiên quan trọng cái việc mà phục hồi như này tạo cho cảm giác là ai mà bán đổ bán tháo ngày hôm qua anh chị thì sẽ có một cái sự lượng lự trong việc mua lại ngày phiên ngày mai là phiên 2 tỷ đô thì cái hàng nó mới về thì đó mới là phiên quyết định anh gì ha đó thế và bất động sản khu công nghiệp hôm nay tăng nhưng mà hôm qua thì em có thấy cả nhà là chỉ nhặt được một ít VGS hòa phát thôi anh chị có thể hình dung là ngày hôm qua thì như em có chia sẻ trong video thì em có cho cả nhà mua trong khi ngày hôm qua nhà đầu tư cá nhân lại bán trong 700 tỷ thì chúng ta lại đi nhặt dép đúng không vậy nhưng mà chỉ khớp được một ít VGS và hòa phát thôi đó. anh chị ha tạm thời thì sẽ theo dõi và đưa điểm mua thêm sau anh chị còn ngày hôm nay khi mà thị trường bật tăng và phục hồi như thế này thì hoàn toàn là em nằm im đó em có nói với mọi người trong bối cảnh hiện tại á thì thị trường của chúng ta cổ phiếu mà không về điểm mua hoặc không gần điểm mua thì chúng ta sẽ không mua anh gì ha những cái phiên giảm mạnh nó mới tạo ra một cái cơ hội cho chúng ta mặc, chúng ta mua chúng ta phải đi ngược lại những cái người này anh chị tại vì lợi nhuận nó không dành cho đám đông đúng không mọi người ai mà mua phiên giao dịch ngày hôm qua với những cái mặt cổ phiếu như VGS đúng không vậy đó ví dụ như những cái mảng của phiếu như VGS mọi người đợi một chút ha Ví dụ như anh chị mua VGS ngày hôm qua đi Thì rõ ràng là mua ở những cái vùng giá rất là thấp Em đưa cho cả nhà là 24.2, 24.5 Đúng không vậy? Thì khi mà chúng ta mua thì chúng ta mua với một cái uh, Cái cái vùng giá rất là thấp Thì rõ ràng ngày hôm nay mà ai mà đi đua mua con này Thì rất gặp áp lực tâm lý Đúng không vậy? Và thứ nhất là trẻ giá thứ hai trẻ t. Thì ngày hôm qua mua mới lập lý Ngày hôm nay không mua là không hợp lý anh chị ha đó thì đúng như em dự đoán cho cả nhà thì chiều ngày hôm nay khi mà nhận được cái số liệu thống kê thì đúng là nhà đầu tư cá nhân họ mua rồng thì em có nói với cả nhà đây hôm nay nhà đầu tư cá nhân mua rồng 1.700 tỷ cả nhà thấy hồi chưa em nói là hồi phiên hồi này mà thanh khoản thấp thì ai mà bán độ bán thắng em qua lại có cảm giác đua mua Đấy, cả nhà có thể chuẩn, chuẩn hay không đâu có gì đó khối ngoại thì vẫn bán rồng thôi gì ha khối ngoại thì vẫn bán rồng và tự doanh thì ngày hôm nay khá là bất ngờ khi mà tự doanh tự nhiên bán khá là mạnh anh chị tự doanh là cái bên mà cũng hỗ trợ thị, thị, trường trong cái giai đoạn vừa rồi nhưng mà ngày hôm nay nó khá là bất ngờ khi tự doanh bán một nghìn tỷ tổ chức bán ròng quay trở lại bán ròng 35 tỷ con số không lớn nhưng mà hai cái cái bên tổ chức và tự doanh là hai cái bên mà phụ đỡ cho thị trường trong giai đoạn vừa rồi cái gì nhưng mà lại có một cái xu hướng bán ròng ngày hôm nay thì cái điều này là cái điều khá là bất ngờ đối với cá nhân em còn đối với đi cụ thể với những cái nhóm ngành mà nhà đầu tư cá nhân hay khối ngoại họ phân bổ ngày hôm nay á, thì nhà đầu tư cá nhân họ mua khá nhiều ngân hàng dịch vụ tài chính là những ngành chứng khoán, công nghệ, bán lẻ, hàng dịch vụ công nghiệp rồi hàng cá nhân gia dụng và dầu khí. Tài nguyên cơ bản bán ra đâu đó là những cái mặt cổ phiếu hóa chất và bất động sản. còn khối ngoài thì ngược lại họ mua vào hóa chất và bất động sản anh chị. Bất động sản thì họ mua về vít đúng không? anh chị. Họ mua ngày hôm nay là họ mua vít. Đây họ mua vít này 195 tỷ anh chị ha. Đấy. Thì cả nhà có thể thấy là như trong buổi trưa em livestream với cả nhà thì em cũng nhắc với cả nhà rồi. Đó. cái này là cái việc mà em dự đoán thôi nha anh chị dựa vào cái tâm lý giao dịch đó. tại vì chúng ta đã trải qua quá nhiều cái đợt đau quá nhiều cái đợt điều chỉnh hay quá nhiều cái đợt đau rồi thì chúng ta dễ dàng nhận ra cái vấn đề đó không cần phải ở đâu không cần phải nghe ngóng gì chúng ta nhìn vào tâm lý hành vi của thị trường thì chúng ta sẽ thấy đúng vậy ngày hôm qua thì em có nói với cả nhà là cái phiên này đó là cái phiên mua đúng vậy là cái phiên mua cổ phiếu nào về để mua chúng ta có thể mua đúng mọi người đó thì ngày hôm đó thì có rất là nhiều người cầm hàng họ lại bán đồ bán tháo ra Xong sau đó thị trường rút chân Và ngày sáng ngày hôm nay lại tăng xanh Thì mọi người biết là những cái người đó họ sẽ rất là sốt ruột Và họ có tâm lý là muốn mua lại Thì cái đó là cái tâm lý hành vi mà chúng ta có thể nhận diện được một cách đơn giản thôi chị ha đó. Rồi quay trở lại những cái vấn đề của uh, dòng tiền Thì chúng ta thấy là tự doanh ngày hôm nay bán rộng khá nhiều ngân hàng đó chị đó. Và nhóm ngành công nghệ thông tin ha Rồi bán lẻ cũng tương tự rồi à, tài nguyên cơ bản thì ngày hôm nay à, khối ngoại à, ở đâu tài nguyên cơ bản thì ngày hôm nay họ bán đâu 21 tỷ thôi nhóm ngành thực phẩm và đồ uống thì họ cũng bán ha thì đó là những cái điểm nổi bật cũng như là những cái vấn đề xoay quanh về thị trường ngày hôm nay à, còn cái vấn đề mà liên quan tới thị trường tiền tệ thì em lại cũng đã vừa cập nhật với cả nhà ở trong cái phiên giao dịch ngày hôm thứ sáu trong chương trình vĩ mô và tiền tệ cuối tuần rồi đúng không thì ngày hôm nay thì chắc là ngày mai em sẽ nói với mọi người sâu hơn anh chị nha về cái vấn đề tiền tệ thì ngày hôm nay số liệu nhận về đó, thì tạm thời em khai quát cho cả nhà một chút đó là cái vấn đề mà ngân hàng nhà nước hút tiền thì vẫn diễn ra thôi thì em có nói với cả nhà thì cái mục tiêu hút tiền đợt này sẽ khoảng tầm 150.000 tỷ đến khoảng tầm 200.000 tỷ thì cái việc đó nó nó vẫn sẽ diễn ra nhưng mà có một cái điều mà em vẫn đang khá là thắc mắc và em cũng đang tìm cái lời giải đáp ở đây đó là cái lãi suất liên ngân hàng đây em bật cho cả nhà ha Ờ, tạm thời thì em không có đưa biểu đồ nhưng ngày mai chúng ta nói về biểu đồ sau nhưng mà lãi suất liên ngân hàng ngày hôm nay vẫn giảm anh chị ngày hôm qua số liệu ngày hôm qua ha ngày hôm qua vẫn hút 15 000 tỷ nhưng mà cái lãi suất liên ngân hàng vẫn giảm thì anh chị hình dung là đối với lãi suất liên ngân hàng thì nó sẽ có tương đối là nhiều nguồn nhưng mà ba nguồn cụ thể chính ở trong cái lãi suất liên ngân hàng ở thị trường một á thì thị trường hai á thì chúng ta sẽ hình dung á một á là, là cái tiền gửi vào nó sẽ vào hệ thống ngân hàng đúng không vậy thì nó sẽ giúp cho lượng tiền nó nhiều hơn thì lãi suất ngân hàng nó sẽ giảm xuống. Đó là một cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai á đó là cái việc mua bán đô của ngân hàng nhà nước, nếu mà ngân hàng nhà nước mua đô thì có nghĩa là sẽ đưa tiền đồng cho những cái ngân hàng thương mại nhưng mà ở trong bối cảnh thời điểm hiện tại với tỷ giá chúng ta vẫn đang rất là cao. Thì cái việc mua đô là không khả thi. Đó, còn cái vấn đề thứ ba đó là hạ tỷ là dự trữ bắt buộc. Đó, thì ba nguồn tiền này là ba nguồn tiền mà em thấy là là chính yếu trong cái hệ thống ngân hàng đó. thì với cái việc lãi suất ngân hàng ở đây thì tạm thời á thì với ba yếu tố mà em liệt kê ra thì có thể là hệ thống tiền gửi hệ thống tiền gửi nó có một cái hướng tăng lên thì nó khiến cho cái việc mà hút rồng của ngân hàng nhà nước tạm thời là đang không hiệu quả nhưng mà em để mà chắc chắn hơn cái vấn đề này thì em sẽ cần phải tìm hiểu thêm đó. và ngày mai em sẽ trao đổi với mọi người sau anh chị ha cho nên mọi người đây là cái cập nhật nhanh về cái thị trường tiền tệ để anh chị hình dung vào nắm bắt rồi đó thì với cái 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 lãi suất liên ngân hàng nó thấp như thế này thì nó thể hiện là cái hệ thống vẫn nhiều tiền thôi anh chị à, nhưng mà khi mà lãi suất thấp như thế này thì nó vẫn tiếp tục áp lực lên tỷ giá thì không, cái việc mà hút tiền của hàng nhà nước ở thời điểm hiện tại đó, tạm thời đang không có hiệu quả khi mà gap lãi suất của chúng ta so với fed vẫn đang tiếp tục tăng ok rồi cái thứ hai đó là em điểm qua cho cả nhà một chút về cái uh, vấn đề về sự kiện ha ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không có sự kiện gì nó quá nổi bật đâu mọi người à, nhưng mà ngày mai ngày mai thì chúng ta sẽ có những cái cuộc họp báo của FOMC, bản tuyên bố của FOMC, dự báo kinh tế của FOMC, Đó. nhìn chung là cuộc họp và đưa ra quyết định tăng giảm lãi suất của uh, FOMC, đúng không vậy. Đó. Thì đây là những cái thông tin quan trọng và ngày mai em sẽ cố gắng thức để mà cập nhật cho cả nhà anh chị À, về những cái vấn đề này rồi đó là cái thông tin kinh tế mà chúng ta phải đặc biệt chú ý trong cái lần này và thật ra thì cái việc mà tăng giảm lãi suất thì chúng ta cũng hình dung là tháng 3 này là không có giảm lãi suất rồi nha anh chị và vẫn giữ nguyên lãi suất nhưng mà điều quan trọng là về những cái góc nhìn số liệu ở thời điểm hiện tại của uh, Mỹ thì ông Jerome Powell hay các thành viên FOMC sẽ có góc nhìn như thế nào và kế hoạch trong giai đoạn sắp tới là như thế nào thì cái đó là cái điều mà chúng ta sẽ cần phải quan tâm và cũng như là nó cũng sẽ tác động vào cái mặt tâm lý giao dịch của nhà đầu tư ở trong cái mặt ngắn hạn cũng như là tác động lên liên thị trường và đặc biệt là chính sách tiền tệ của chúng ta nữa và cái áp lực tỷ giá của chúng ta có đe nặng hay không thì nó một phần nào đó nó cũng sẽ đến từ cái vấn đề của cuộc họp FOMC này anh chị ha đó cho nên là cái cuộc họp này thì em sẽ gửi cho cả nhà sau anh chị ha rồi quay trở lại với thị trường ngày hôm nay của chúng ta anh chị nhé thì với cái phiên phục hồi thanh khoản thấp như thế này thì liệu cái xu hướng thị trường ở thời điểm hiện tại tiếp theo là như thế nào? Và kèm theo đó thì cái phiên tỷ đô về thì diễn biến thị trường chúng ta cần phải chú ý những cái vấn đề gì? Ok, đầu tiên thì cái đầu tiên thì em sẽ đưa ra cho mọi người cái nhận định thị trường trước nha. nhận định thị trường sáng ngày hôm nay thì em nhận định khá là đơn giản thôi. À, Vindex của chúng ta bước vào nhịp chỉnh ngắn hạn mặc dù là có tín hiệu rút chân tuy nhiên với thanh khoản lớn như vậy là cái phiên thanh khoản lớn anh chị thì tích cực nhất là chị là đi ngang cái vùng cạn ngày hôm nay của chúng ta đó là 1246 1255 đang là vùng cạn mạnh trước đó là vùng hỗ trợ thì bây giờ là vùng cạn anh chị khả năng sẽ có hồi lên đây và cũng sẽ tích lũy điều chỉnh trở lại anh chị ha rồi thì em có nói với cả nhà là khả năng thị trường cần phải có 4 đến 6 phiên nữa thì thị trường sẽ bắt đầu cân bằng trở lại đó Tuy nhiên là chúng ta chỉ cần biết là thị trường đang tạo cơ hội cho chúng ta đánh nhịp cuối nên chỉ cần cổ phiếu về điểm mua là chúng ta đừng đặt nặng về điểm sâu quá cả nhà đó Tại sao là em lại nói với cả nhà là cổ phiếu đang về điểm mua? Tại vì trước đó ở đây. Đó. Trước đó ở đây thì em có nói với cả nhà này. Đó. Thì anh, anh chị hình dung là với cái phiên giao dịch hoảng loạn ngày hôm qua. Em có nói với mọi người là em có cho cả nhà mua. Thì cả nhà còn nhớ là cả nhà tại sao mà thắc mắc là em cho nhặt đoạn này không? Thì có khi nhiều rung là cũng chỉ mới bán thôi. Đó. Tại vì chúng ta hình dung là chúng ta anh chị nào follow em hay là anh chị nào xem video ngày hôm qua thì anh chị cũng đã biết là cái kế hoạch của em là chúng ta có một cái nhịp T cộng 4 từ cái tuần ngày 11 tháng 11 đến ngày 15 đúng không chị là tuần trước đúng không thì chúng ta có một cái nhịp T cộng ở phía dưới này chúng ta có một cái nhịp T cộng ở phía dưới này anh chị ha Đó, Nghe ngay phía thứ hai chúng ta có một cái nhịp T cộng đánh lên đây thì chúng ta bán ở đây chúng ta bán ở đây đúng không Tại vì chúng ta chỉ view T cộng xong rồi chúng ta mới có một cái nhịp nắm giữ nè đây nhịp tích lũy phục hồi có thể rơi vào t cộng bốn đây nhận định thị trường ở cái đoạn này nha anh chị có đoạn này nè ngày 11 tháng 3 này t cộng một t cộng hai t cộng ba t cộng bốn thì em bán ở đây và em bán ở đây đúng không chị đó thì em có nói với cả nhà rồi ha thì tất cả những cái giai đoạn này á đó, giai đoạn này thì chúng ta sẽ là view mua thôi chứ còn cái việc mà bán thì em đã cho cả nhà bán từ rất là lâu rồi đó, và thị trường cũng đã uh, sau khi mà phục hồi lên thì tiếp tục giảm mạnh này, thì thị trường cũng đã đi theo kịch bản của chúng ta rồi cho nên bây giờ chúng ta chỉ có mua và mua và chúng ta rất nhiều tiền và chúng ta đang có sự chủ động cho nên là cứ cổ phiếu về điểm mua hay là thị trường điều chỉnh thì chúng ta sẽ mua đơn giản như vậy thôi anh gì ha đó cho nên nhận định thị trường sáng ngày hôm nay của em cũng khá là đơn giản thôi chủ yếu là cái phần ở phía dưới thì em có uh, hướng dẫn các anh chị cái cách phân bổ tỷ trọng làm sao cho nó hợp lý và chú ý ưu tiên nhóm ngành nào cổ phiếu nào để mà anh chị có thể là follow đó thì em đã đưa ra một cái danh mục để cho anh chị có thể follow và bám theo cái giai đoạn sắp tới để mà chúng ta sẽ có những cái nhịp cuối cùng của thị trường để chúng ta kiếm một cái biên lợi nhuận 20 30 phần trăm như chúng ta đã đề cập anh chị nha đó thì nếu mà anh chị muốn tham gia vào trong khách hàng để nhận những cái khuyến nghị những cái địa điểm mua bán và những cái kế hoạch chi tiết gì thì anh chị cứ liên hệ với em qua số điện thoại ở trên màn hình hoặc là số Zalo ở trên màn hình nha anh chị nếu anh chị đã có tài khoản ở VPS rồi thì anh chị chỉ cần nhấn chuyển đi ID của em Tùng là Z194. Thì anh chị nhớ chị nhập ID Z194 sau đó tích vào ba ô, nhấn vào xác nhận và vào phần lịch sử thay đổi. Anh chị nhập vào ở phần lịch sử thay đổi chụp, màn hình và gửi cho em là em sẽ hỗ trợ mọi người vào room và hướng dẫn mọi người cái cách để mà mọi người có thể là có một cái danh mục tối ưu nhất trong giai đoạn sắp tới. Đúng không vậy? Đó, để coi mọi người có những cái lợi thế nhất trong cái giai đoạn sắp tới của thị trường. Ok ha. Thì welcome với mọi người về với đồ của em ha. Rồi. Đó là những cái vấn đề xoay quanh về thị trường và cái nhận định sáng ngày hôm nay em chia sẻ với mọi người. Quay lại với cái diễn biến thị trường ở thời điểm hiện tại thì sao? Tạm thời thị trường của chúng ta thì chúng ta đã thấy được là VN-Index của chúng ta đã mất đi cái vùng hỗ trợ rồi anh chị ha. Đã mất đi cái vùng hỗ trợ 1250 đến vùng 1244 thì 246 thì chúng ta đã mất đi cái vùng này. Tạm thời thì đây là cái vùng cạn của chúng ta trong ngắn hạn và với chỉ số biến đất của chúng ta thì phiên ngày hôm nay là một cái phiên giao dịch thanh khoản rất thấp sau so một cái phiên giao dịch thanh khoản kỷ lục anh chị ạ thì với cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì nó cũng không có nói lên được cái vấn đề là thị trường sẽ bắt đầu có những cái sự bật tăng quay trở lại được mà tích cực nhất là chỉ là đi ngang ở quanh cái vùng này thôi chị chỉ là đi ngang ở quanh cái vùng này thôi chứ nó cũng sẽ chưa có những cái cơ hội hay là nó cũng chưa có những cái tín hiệu gì nó khẳng định là vindex sẽ tăng tiếp trong cái giai đoạn sắp tới anh chị ha cho nên tạm thời thì với cái pha điều chỉnh mạnh như vậy thì cái kịch bản giảm của chúng ta nó vẫn chỉ mưu thế và sau vài phiên nữa anh chị sau vài phiên nữa sau một hai phiên nữa thôi trạng thái thị trường bắt đầu là tenkan và kijun sẽ tích lũy rất là chặt này anh chị tích lũy rất là chặt thì chúng ta sẽ thấy được là những cái biến động trong những cái phiên giao dịch tiếp theo nó sẽ cực kỳ nhiễu ví dụ như là chúng ta thấy là đang ở trong một cái xuân tăng hai kim bắt đầu hợp bích đó thì nó sẽ có một cái giai đoạn hướng lên tăng rất là mạnh đúng không vậy đã tách kiếm thì giảm yếu thì tăng yếu đó không vậy đó rồi giống như đoạn này đó à, đây khi mà hai kiếm tích lũy đúng không anh chị hai kiếm tích lũy giảm phát giảm rất mạnh luôn chị giảm rất mạnh luôn đó anh chị thấy không này hai kiếm tích lũy giảm này đó giảm này giảm này đó hai kiếm tích lũy này bật tăng này bật tăng này đó hai kiếm tích lũy này bật tăng này bật tăng này bật tăng này anh chị đó thì trong giai đoạn này hình dung là mọi người thấy là bắt đầu từ cái phiên giao dịch ngày mai thôi anh chị bắt đầu từ phiên giao dịch ngày mai thôi là thị trường của chúng ta là bắt đầu cái trạng thái tích lũy rất chặt như vậy đó thì những cái phiên giao dịch này nó sẽ có những cái sự biến động trong cái mặt ngắn hạn rất là mạnh đó cho nên là một phiên một vài phiên giao dịch sắp tới là chúng ta phải đặc biệt chú ý về thị trường và đặc biệt là chúng ta có rất là nhiều thông tin tác động về cái mặt tâm lý giao dịch của thị trường anh chị ha và kèm theo đó chúng ta có một cái phiên tỷ đô đó. tạm thời thì danh mục ngày hôm nay anh chị thì em thiết kế cho mọi người thì hầu hết là nó chưa về điểm mua cho nên ngày hôm nay thì em cũng không có mua gì em có nói với mọi người á là khi thị trường điều chỉnh, khi thị trường điều chỉnh thì thị trường mới tạo ra một cái cơ hội, mới tạo ra một cái cơ hội đây này. Em có nói với cả nhà này, đây. Đó. em có nói với cả nhà đây nè anh chị, khi thị trường bật tăng á, khi thị trường bật tăng, khi thị trường bật tăng á, thì mình cái rung mình á là còn rén Tại vì mình lúc đó chỉ biết hâu hàng thôi anh chị, chỉ biết dự hàng thôi. Nhà đầu tư hưng phấn đi đâu cũng thấy hô 1.400, 1.500 hay là thị trường breakout, out, thị trường chạy pha nước rút, thị trường đi vào một nhịp tăng rất là mạnh sẽ kiếm một cái lợi nhuận rất là lớn. Đó chị, anh chị hình dung anh chị còn nhớ cái giai đoạn gần đây thôi, chị mới phiên mấy phiên giao dịch gần đây thôi. Những cái phiên giao dịch như thế này nè anh chị. Đây này, em nói với mọi người ha, là mọi người bán ở đây mọi người còn với bất ngờ với những cái cái quyết định của em mà cái ngày hôm đó em cho mọi người bán những cái mặt cổ phiếu như VIX nó đang tăng rất là mạnh anh chị ngày hôm đó buổi trưa em cập nhật cho mọi người bán anh chị hình dung đó thì những cái giai đoạn đó là những cái giai đoạn mà hưng phấn của thị trường đó. hưng phấn của thị trường thì chúng ta phải thận trọng đi đâu cũng thấy hô đó. nhưng mà mọi người hình dung là chưa có cái đáy nào mà rung mình thiếu đâu cho nên á, là với cái lợi thế của chúng em đó là cái việc mà chúng ta sẽ mua ở những cái vùng mà gọi là chiết khấu phục hồi lên hay tăng mạnh thì chỉ có gồng lãi thôi chứ không bao giờ mà em không không phải là không bao giờ mà gọi là ít khi những cái lúc mà thị trường tăng á nếu mà em đo lường được cái nhịp tăng nó đủ dài thì em mới cho mọi người mua còn nếu mà bình thường á thị trường đang sideways như thế này hay là đang cái nhịp phục hồi tay cộng như thế này á thì em hoàn toàn không cho mọi người mua đâu anh chị chỉ có dây còn lại thôi. Đó. Những cái mà cổ phiếu mà đang tăng rất là mạnh, ví dụ như con VX em bán 3 ngày trước anh chị. nè VX Nam Long này bán ba ngày trước này, DJI VGS này bán xong nó điều chỉnh rất mạnh luôn anh chị, đúng không? đó ngày hôm đó là thị trường của chúng ta ở đây một cái phiên như thế này bật tăng như thế này ai cũng hô gọi là nó chạy nước rút anh chị, nó chạy nước rút, xong nó đạp phát nó mới rút chân chứ không phải chạy nước rút, anh chị ha ấy. đó thì nó anh chị thấy là với cái thị trường tăng á thì rất là dễ hô anh chị cứ hô đi lên thôi nhưng mà mọi người quên mất cái câu chuyện đó là chúng ta phải nhìn vào trạng thái thị trường nó như thế nào đúng không cho nên mới có câu chuyện là ngày hôm qua có nhiều người bán Ê, có nhiều người bán mà ngày hôm qua em cho mua đúng không ngày hôm nay những mặt phiên như VGS bật tăng đúng không vậy đó DG, DIG thì vẫn là một cái phiên test cung nhưng mà chúng ta vẫn đang có lãi đúng không chị đó rồi ờ, những cái mạng cổ phiếu như là hòa phát thì ngày hôm nay cũng ok đúng không gì mặc dù không tăng mạnh thôi hôm nay thì nó lên gặp cạn thì em có nói với mọi người nó chỉ dừng ở đó thôi rồi nó chỉnh lên gì đó. nhưng mà nó cũng đang là ok đúng không gì đó thì ngày hôm qua thì chúng ta mua thì nó sẽ ok hơn đó. lợi thế chúng ta về tay cộng lợi thế chúng ta về giá chứ ai đua ngày hôm nay dính cái quả cổ phiếu hòa phát này thôi là khó rồi vgs mà dính quả ngay định nữa là khó rồi đúng không mọi người đó. lợi thế t cộng thì không có mà chúng ta còn phải mua cao đúng không chị đó cho nên là cái việc mà khi mà thị trường rơi vào nhịp chỉnh á thì em lưu ý với cả nhà đó là chúng ta chỉ mua khi nó chỉnh thôi chứ còn nó tăng lên á thì cái điều đầu tiên của chúng ta là chúng ta phải quan sát bối cảnh đúng không nếu những bối cảnh liên quan tới thị trường tiền tệ phân tích kỹ thuật nó bắt đầu ổn rồi thì chúng ta sẽ cho mua ở những cái vùng đó còn những cái vùng lưng chừng như cái phiên giao dịch ngày hôm nay đặc biệt là rung em nằm im luôn chị nằm im luôn hài lòng với cái lượng hàng chúng ta bắt ngày hôm qua và chúng ta sẽ chờ gia tăng trong một vài phiên tới một vài nhịp tới Điểm mua thì em đã thiết kế sẵn cho anh chị rồi danh mục em đã thiết kế sẵn cho anh chị rồi thì cứ ở đó và chúng ta cứ về điểm mua chúng ta mua anh à, chị ha còn cứ mà nó cứ cách xa những cái điểm mua thì thôi chúng ta sẽ chờ đợi đó để mà chúng ta có những sự lợi thế tại vì cái nhịp này anh chị anh chị nào mà đang cầm đang cầm tiền anh chị nó là một cái sự lợi thế tương đối là lớn anh chị mà còn tiền á là em nói với cả nhà không phải là mọi người đang bất lợi về thị trường đâu mà mọi người là những người đang có lợi thế rất lớn đó, đó là mọi người vừa cầm hàng mà vừa cầm tiền á thì mọi người có thể xoay sở đi lúc nào cũng được mọi người bán được ở nhịp trên phía trên này mọi người mua lại lúc nào cũng được Đúng không chị? đó là một cái sự chủ động mà em trong nhịp vừa rồi đã rất thành công với anh chị nhà đầu tư Đúng không em clear cái cây này xong rồi thì trường chỉnh hai cây lại tham gia vào xong bán phiên này đúng không? lại thị trường lại điều chỉnh chúng ta lại mua và chúng ta có một cái lượng tiền sẵn chúng ta dự trữ ở trong đó để mà trong những kịch bản thì chúng ta sẽ bắt đầu hành động đúng không vậy? đó thì đó là cái mà chúng ta đã chia sẻ với nhau cũng uh, cũng rất là lâu rồi và em có sâu hết tất cả cho mọi người cho nên mọi người hình dung ha đó thì đó là về cái xu hướng thị trường ở thời điểm hiện tại cả nhà có thể nắm bắt là cái cái ngày mai và vài ngày tới luôn anh chị chứ không phải ngày mai nữa thị trường chúng ta sẽ có những cái trạng thái tích lũy rất là chặt cho nên là cẩn thận những cái biến động nó xảy ra trong những cái phiên giao dịch sắp tới anh chị nha khi mà nó có những cái trạng thái tích lũy chặt như vậy vậy đó là cái thị trường của chúng ta về thị trường của chúng ta khi nào nó hết rủi ro anh chị khi nào nó hết rủi ro ở đây với trạng thái tích lũy chặt như thế này thì để mà thị trường của chúng ta tránh được cái việc rủi ro là trong một vài phiên tới chúng ta phải tích lũy được ở trên một hai mươi anh chị đó. tích lũy được một hai năm mươi đó là điều kiện cần đó là điều kiện cần để chúng ta thoát đi khỏi cái nhịp biến động mạnh này anh chị nhá đó. nếu quay lại tích lũy được ở trên một hai năm mươi trong vòng 2 đến 3 phiên thì thị trường của chúng ta sẽ ổn nha gần như là sẽ ổn tại vì lúc đó chúng ta sẽ có một cái cơ hội bật tăng khi mà chúng ta tìm cận cái ông này còn giai đoạn này mây trên đầu ngày hôm nay em nói với một cả nhà rồi Khi mà thị trường phục hồi lên mây trên đầu nó rất là to đúng không Mây trên đầu rất là to Thì chúng ta không Nó tăng lên nó cũng sẽ bị giảm xuống thôi anh chị à, Nhưng mà nếu mà chúng ta tích lũy được ở trên 1250 Trong vòng 2-3 phi Chúng ta tìm cận cái mây này Thì lúc đó thị trường của chúng ta sẽ bớt rủi ro hơn uh, Trong cái nhịp điều chỉnh đó. Thì nó cũng sẽ chung với cái việc đó là Chúng ta sẽ thấy được là những cái sự kiện nó đi qua Ví dụ như là đảo hàng vệ sinh Ví dụ như cuộc họp MMMC đó, thì cần chúng ta dựa vào phân tích kỹ thuật thì chúng ta cũng đã thấy những cái điều đó ok ha thì đó là cái biến động chung của thị trường để mà anh chị có thể hình dung là trong cái giai đoạn này chúng ta phải hành động như thế nào đó cái điều mà anh chị cần quan tâm ở đây là bây giờ chúng ta lên thiết kế danh mục chúng ta làm sao đó để chúng ta đánh một cái nhịp cuối cùng mà em nói với cả nhà là chúng ta sẽ ăn 20 30 cái nhịp cuối cùng này thì cố gắng đánh cái nhịp này cho em nhớ gì đánh cái nhịp này cho em và cố gắng là kiếm cổ phiếu lên danh mục nếu anh chị mà chưa có người hỗ trợ hay là chưa có người hỗ trợ phù hợp trong cái giai đoạn vừa rồi thì anh chị cứ liên hệ trực tiếp với em Tùng đó, kế hoạch đã có sẵn rồi anh chị chỉ cần vào room và tiến hành thực hiện cái việc đó thôi anh chị ha tất cả những cái điểm mua điểm bán thì em đều đưa cho cả nhà trước chứ không phải là đến ngày hôm đó chúng ta mới à ngày hôm nay chúng ta quyết định bán nha cả nhà không phải anh chị nó thấy thị trường xấu à ngày hôm nay chúng ta quyết định bán anh chị ha ví dụ như phiên này đi nếu mà chúng ta chủ động hai ba phiên trước thì nó sẽ là như thế nào nó sẽ rất tuyệt vời đúng không anh chị còn phiên ngày, ngày hôm, đó anh chị thị trường tăng xanh quay lại giảm đỏ rất nhanh có nhiều anh chị ở tiếc anh chị nếu mà chúng ta không chuẩn bị tâm lý trước ngày hôm đó thì nhiều anh chị tiếc anh chị bán xong đến lúc nó gần sàn nó sàn rồi anh chị bán xong chiều nó rút chân lên khổ không anh chị ví dụ như mấy con đi trường, uh, dgc này anh chị ngày hôm qua ai bán giá sàn ngày hôm qua chạy sàn cứng luôn á mọi người thì mọi người dung là sẽ có một cái lượng nhà đầu tư họ bán đồ tháo đó thôi nhưng mà sáng ngày hôm nay anh chị chốt được giá tốt hơn mà đúng không gvr đến vậy ngày hôm qua bán độ bán tháo giá sàn thì ngày hôm nay nó nó bật lên thì chúng ta có thể bán thoải mái mà đúng không nếu mà anh chị không có sự chuẩn bị đó thì anh chị hình dung là như vậy ha thì bây giờ thì em thì em nói trước với cả nhà là trong vài phiên giao dịch sắp tới thì thị trường nó vẫn sẽ còn biến động mạnh thì chúng ta bây giờ chúng ta chủ động anh chị ha à, đối với lại ở đây nha anh chị thì nỗi anh chị nào mà xem livestream hay là xem video của em nhiều á thì em cũng đã nói với cả nhà là ở trong giai đoạn này em chỉ có mua và mua thôi thị trường chiết khấu lại mua cổ phiếu chiết khấu lại mua cổ phiếu điều chỉnh lại mua chứ đừng nói câu chuyện quản trị rủi ro ở đây với em có nhiều người bây giờ đang đợi một cái phiên gọi là một phiên sàn của thị trường để mà họ bán hàng ra nhưng mà em nói với cả nhà với những cái sự tích lũy mạnh như thế này á cái phiên sàn đó mới là một cái phiên ngon nếu mà có phiên sàn xuất hiện rất em tin rằng rất nhiều nhà đầu tư sẽ bán ra tại vì đã có một cây sàn và hai cây sàn ví dụ như con DGC này anh chị nói anh chị thấy là nếu mà nó có một cây sàn nó xuất hiện thì đây là cái điểm đánh anh chị là cái điểm mua anh chị chứ không phải điểm, điểm bán đâu em tin rằng là với anh chị nào mà cầm DGC á một phiên sàn này đã đủ hại cho anh chị rồi mà nếu nó sàn thêm cây nữa nó về ngay hỗ trợ anh chị nó về ngay hỗ trợ bán xong nó hồi lên bán xong nó tích lũy ở quanh cái vùng này nó sẽ test đi test lại cái vùng hỗ trợ này rồi xong nó sẽ phục hồi lên mục tiêu đó là 125 em nói với anh chị thì anh chị cứ để ý đi nếu mà xuất hiện một phiên sàn nữa đó là một cái phiên ngon cho chúng ta anh chị ha còn đối với anh chị nào mà cầm con DGC này chắc chắn với một với mọi người một phiên sàn nữa người ta bán ra hết thì lúc đó chúng ta liền lượm dép thế thôi đó, cho nên là ở thời điểm hiện tại thì mọi người đừng có nói câu chuyện quản trị rủi ro với em quản trị sao không quản trị ở phía trên đi khi thị trường có rủi ro điều chỉnh xong khoảng, khoảng uh, quản trị ở phía trên tự nhiên nó giảm hai cây sàn rồi đi quản trị có bị điên đâu anh chị đúng không tiền lợi nhuận anh chị 12 hai cây sàn đó mà một cây điều chỉnh như con DGC này á, là nó tới đâu đó khoảng tầm là gần 15 phần trăm anh chị mà chưa xét đến cái vấn đề ở đỉnh cái vấn đề ở đỉnh em cũng đã cảnh báo mọi người bán rồi đúng không hai viên sàn nó 15 phần trăm anh chị tự nhiên cũng không, không đứt hai hai cây sàn rồi mới đi quản trị rủi ro đúng không mà trong khi biên lợi nhuận của con này á, cho anh chị mua được ở dưới sóng đi cho anh chị mua được như sóng đi ngày hôm nay á anh chị chỉ còn lại đâu đó khoảng tầm là 25 phần thôi 25 26 phần trăm thôi Đúng không? nhiều anh chị mua sâu ở cái nền giá này thì cũng lại đâu đó khoảng tầm là 10 phần thôi một cái sàn nữa đem bán bán xong nó hồi điên đâu anh chị Đúng không có điên đâu mọi người Đúng không? nhiều anh chị xác nhận vào trên thì mới vào tham gia cây này ở trên này thì không xong bán đi ở trên này nó có tín hiệu phân kỳ nó có giai đoạn tăng yếu thì không bán đi Đúng không hay là hồi như này không bán đi đợi thêm cây sàn em cũng không hiểu là cái cách đầu tư kiểu gì thật sự luôn mọi người đó <laughs> ok ha mà thậm chí là nó có cái sàn đi chăng nữa nó có sàn hai cây đi chăng nữa thì xu hướng của nó vẫn là xuống tăng trong không trung hạn và không dài hạn bán xong nó hồi rồi rồi lúc đó là tại sao lại quản trị rủi ro nó như vậy Đấy, em cái cái cách quản trị rủi ro đó thì em không không biết nghe gì đó, nhưng mà em tin rằng là sẽ có những người như vậy tại vì chúng ta đã trải qua rất nhiều đợt đau trend rồi cho nên chị chú ý cái việc đó ha cho nên cái sự chủ động của chúng ta là phải lớn <laughs> rồi ok thì đó là về cổ phiếu thì nếu mà những cái mặt cổ phiếu này nó giảm thêm một cây nữa đúng không phải có một cái phiên quát ao để càng đẹp thì chưa mà có một cái phiên quát out nữa với cái giai đoạn tích lũy chặt như thế này thì là càng đẹp cho chúng ta em cũng chỉ chờ những cái những cái việc như vậy thôi anh chị <laughs> nếu mà nó có xuất hiện thì tốt còn không có xuất hiện thì chúng ta cứ nhìn vào cổ phiếu của chúng ta thôi thì chúng ta <laughs> thì chúng ta chú ý từng từng cổ phiếu của chúng ta để chúng ta tham gia ha Rồi ok đi qua về những cái mã cổ phiếu anh chị chú ý ha đợt này thì chúng ta vẫn đánh phải đánh bất động sản thôi gì bất động sản là cái nhóm ngành có sống mà Đó nên một cái phiên tích cung như thế này thì không vấn đề gì về cái mặt xu hướng cả bất động sản thì ba uh, mảng cổ phiếu mà anh chị phải chú ý đầu tiên là 55, dg và khang điền nha dg khang điền mấy <laughs> con này thì anh chị phải đặc biệt chú ý thứ nhất là có trend thứ hai là những cái mã này có có dòng tiền thì phải chú ý những cái mã cổ phiếu này cổ phiếu mà tiếp theo mà anh chị chú ý là sale đất xanh đó là những cái mã cổ phiếu này đất xanh thì nó hơi yếu ha hoặc là chúng ta chọn sale hoặc là hdc cũng được anh gì nhá HDC cũng ok HDC tiếp tục hôm uh, phiên tách cung này tuần này tuần sau ok tuần sau là bắt đầu HD, HDC, là là ngon anh chị HDC mà tuần sau anh chị ha hoặc là tuần này cũng được quay quay trở lại vượt 35 là ngon nha anh chị 35 35 2 là ngon đối với cái HDC này đó thì xe hoặc HDC đó ưu tiên những sự lựa chọn đó trước cái xanh thì nó hơi yếu đoạn này đúng không hơi yếu nhưng mà đất xanh phim này test cung thì cũng chưa có gì Ok Đó đầu tiên là phải chú ý có nhóm ngành này Tại vì nhóm ngành này bây giờ nó mới bật nha anh chị Nhóm ngành này bây giờ nó mới bật và nó có tiền rồi đó. Chúng ta chỉ chờ một cái dòng tiền nào đó khi thị trường phục hồi Mà nó thu hút được cái cái nhóm này một cái nữa thôi Là ngon Đó gì nha Đó Cái nhóm ngành thứ hai thì là cái nhóm ngành mà Ở thời điểm hiện tại chúng ta vẫn thấy đó Nhóm ngành uh, chứng khoán đó cái mà cổ phiếu như AGR, CTS, VAX VX thì hôm nay chỉnh hơi sâu này 188 có thể tham gia này đó, CTS này đó. điều chỉnh lên gì sao ở trên này không bán đến gì đúng không ở phía trên này á thì không quản trị rủi ro đi tự nhiên bây giờ nó nó sàn cây rồi bữa sau mà nó ví dụ nó sàn thêm cây nữa đi quản trị rủi ro nó ngay cái hỗ trợ đúng không nó ngay hỗ trợ xong là nó lại phục hồi đúng không chị đó thì nó vô lý đúng không chị đó. nhìn cái cách nhìn cái cách bán thôi là cũng đã thấy vô lý rồi anh chị chứ không chưa không có nói tới là cái việc mà tư duy đầu tư ở đây đúng không? Đó, thì những cái mặt cổ phiếu này chỉnh thêm một cây nữa là cái cơ hội cho anh chị mua. Anh chị ha. Đó, thì đấy là những cái mặt cổ phiếu nhưng mà lưu ý ở đây. Đối với nhóm ngành bất động sản và chứng khoán tại sao em lại đưa cho nó lên hàng đầu để mà anh chị phải chú ý? Thứ nhất á, là nhóm ngành này có dòng tiền. Cái thứ hai á, là mọi người nếu mà mọi người tư duy về mặt tiền tệ, đúng không anh chị? Tư duy về mặt tiền tệ và cái cách điều hành chính sách tiền tệ ở thời điểm hiện tại của cái nhóm ngành uh, chứng khoán và bất động sản á, thì mọi người có biết là mọi người còn nhớ là cái đợt hút tiền năm ngoái cái đợt hút tiền năm ngoái thì cái dòng chứng khoán là cái dòng bất động sản là hai cái dòng bị bị ảnh hưởng nhiều nhất ví dụ như những con như cts này nó bị ảnh hưởng nhiều nhất nó bị chiết khấu rất là nhiều nha anh chị à, anh chị nhìn lại những cái con này đợt tháng 9 năm ngoái là cái giai đoạn hút tiền đúng không cts này anh chị so sánh này con dgc này đợt đó nó có giảm không anh chị trong khi con cts á nó giảm từ cái đỉnh đó anh chị từ cái đỉnh mà xuống cái đáy á là đâu đó khoảng toàn là 40% trăm anh chị bốn mươi trăm hơn bốn mươi trăm mà con DGC trong cái đoạn đó thì có chỉnh đâu anh chị đúng không con FPT đoạn đó có chỉnh đâu anh chị đó anh chị thấy không con FRT có chỉnh đâu anh chị đó con FRT không chỉnh luôn không, mọi người con Vĩnh Hoàng có chỉnh không con Vĩnh Hoàng không chỉnh thậm chí là còn tăng không, mọi người thấy không trong cái giai đoạn đó thì khi mà ngân hàng nhà nước điều hành chính sách tiền tệ mà đặc biệt là cái gì liên quan tới tiền á, thì chứng khoán và bất động sản là hai cái nhóm ngành nó sẽ bị bất lợi đầu tiên Tại vì hai nhóm ngành này rất nhạy về chính sách. Nha anh chị, cho nên á, là cái đợt hút tiền OMO này thì chúng ta canh tham minh là đâu đó là khoảng tầm là sau khi mà hút tiền xong. Anh chị thấy là sau khi hút tiền xong, cái nhóm ngành chứng khoán á, nó tiền nó quay trở lại, nó bật nhanh luôn, anh chị? Nó bật nhanh không? Nó bật lại 40% từ đấy. Kinh khủng khiếp không anh chị? Đó, SHS đợt đó là một ngôi sao luôn mọi người. SHS thì trong cái đợt đó là một cái mạng cổ phiếu bật tăng rất mạnh luôn mọi người. Em, mọi người không nhớ, nè Xong cái đợt hút tiền tăng 50%. FTS nữa anh chị. Từ cái đợt đó nó rủ xong nữa anh chị. Lên giá 60 luôn, từ 30 lên 60 là x2 luôn anh chị. Kinh khủng không? mọi người thấy không? Những cái mã cổ phiếu nó nhảy với chính sách nó là, là những cái mã cổ phiếu mình là cái điểm đến khi mà cái quá trình điều hành chính sách xong. Anh à, chị ha. <laughs> Cho nên em mới xếp nó là hàng đầu tiên. Đối với bất động sản thì nó có một cái điểm ưu thế là nó rẻ nữa anh chị. Tại vì nó chưa có tăng. Nó 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 rẻ nữa thì bất động sản sẽ là ưu tiên đầu tiên còn nhóm ngành thứ hai là cái nhóm ngành mà nó sẽ được hưởng lợi nhưng mà cái giá nó hơi cao một tí đó là cái nhóm ngành chứng khoán và mới mặt bằng thanh khoản ở đây anh chị hình dung đó. với mặt bằng thanh khoản ở đây đang duy trì 20 24 nghìn tỷ và có những phiên 30 40 nghìn tỷ như vậy thì chứng khoán kiểu gì mà không hưởng lợi đúng không chị nó mang tính chất thị trường cao mặc dù là nó cao rồi đó. nó cao rồi thì chúng ta đánh ngắn thôi đúng không mọi người khi nào thị trường kết thúc chu kỳ thì chúng ta ra nhóm ngành chứng khoán thì đó vẫn là một cái nhóm ngành mà mọi người cần phải chú ý Kể cả chính sách và kể cả về mặt Nhạy với thị trường đó. Và một điểm lưu ý nữa nếu mà anh chị quan tâm đến những nhóm ngành chứng khoán là anh chị phải đặc biệt chú ý một cái vấn đề như thế này Đó là cái vấn đề liên quan tới Những cái công ty chứng khoán nào là công ty con của ngân hàng Đặc biệt những cái mạng cổ phiếu như là AGR SHS CTS BSI là những con mà anh chị phải đặc biệt chú ý tại vì trong năm nay là cái năm đánh rất là đặc biệt họ đánh theo câu chuyện và đánh theo game anh chị game ở đây là game tăng vốn và những cái công ty sân sau ở thời điểm hiện tại đang hoạt động rất tích cực thì những cái con mà sân sau của những cái công ty chứng công ngân hàng đặc biệt ngân hàng đó, thì anh chị phải chú ý anh à, gì ha đó có thể đánh cts này có thể đánh là agr này SHS cũng được nhưng mà những cái con như VND hay SSI anh chị thấy yếu không anh chị? thì tại vì nhóm ngành này thật ra là những cái mã cổ phiếu này thì nó là nó cũng là những cái mã cổ phiếu trong ngành chứng khoán thì nó cũng sẽ đi theo thôi nhưng mà nó sẽ kiểu như là không có câu chuyện và nó chỉ đi theo cái sóng ngành thôi gì cho nên là anh chị thấy là đợt rồi thì SHS VND nó khá yếu VND thì nó còn vướng câu chuyện trái phiếu nữa thì uh, nó khá là yếu và dòng tiền nó không tìm tới anh chị đó thì đó là hai cái vấn đề mà em trước mắt là em lưu ý cho mọi người lưu ý cho mọi người ở thời điểm hiện tại để cho mọi người có thể tìm kiếm những cái mã cổ phiếu ok ha rồi còn một vài những cái mặt cổ phiếu riêng lại ví dụ như DGC à, ví dụ như là F FRT thì chắc không có định mua đâu rồi FPT có FPT cũng hơi khó đúng không đó những cái mặt cổ phiếu nổi bật à, như DGC cũng được đấy gì hay là CSV đúng không em khá là thích con CSV này đó, CSV này khá là thích đó, thì đó những cái mặt cổ phiếu mà đơn lẻ thì anh chỉ có chú ý những cái mặt cổ phiếu mà nó có dòng tiền ấy nó có dòng tiền rủ xuống ta mua đánh một nhịp ngắn đúng không chị còn anh chị đánh ngân hàng đánh ngân hàng thì anh chị hình dung là chúng ta sẽ chỉ đánh những cái mã cổ phiếu như là CTG những là MBB ACB anh chị những cái mã cổ phiếu lít thôi hoặc BIDV chứ cả nhà đừng được có đụng vô mấy con như VBAN nha anh chị nó đang đi vào downtrend nữa anh chị đánh những con uptrend còn không có ăn mà đánh mấy con downtrend thì nó khổ hơn anh chị đó AB cũng vậy AB thì ở thời điểm hiện tại chẳng thái nó tích cực hơn nhiều rồi nhưng mà nó vẫn chưa quay lại uptrend tại vì anh chị thấy cái giá nó làm gì mây này đó thì cả nhà hình dung cứ lựa cổ đầu ngành mà đánh hết chị ha cái nhịp cuối cùng này đó tạm thời thì em khai quát một vài nhóm ngành thì khi mà có điểm mua cụ thể thì em sẽ giới thiệu cho anh chị những cái mã cổ phiếu để anh chị có thể tham gia trong cái nhịp sắp tới ok ha À, chắc là em xin phép dừng cái video ở đây thì hy vọng là sẽ giúp cho anh chị những cái góc nhìn cũng như là những cái góc nhìn khách quan về thị trường để cho anh chị có thể là biết được cái cách mà chúng ta tư duy cũng như là đưa ra quyết định. Đó, một lần nữa thì anh chị nào chưa đăng ký kênh, chưa like video rồi thì anh chị nhớ like và đăng ký kênh và nhớ thả một comment quả tin để ủng hộ và tăng những cái mức độ tương tác cho kênh nha anh chị. Đó, nên anh chị cứ follow, cứ đồng hành cùng với kênh thì anh chị sẽ không thiệt thòi đâu tại vì những cái nhận định cũng như những cái chia sẻ của em trong cái đợt trước anh chị theo dõi và anh chị follow đều đã nhận được những cái sự cảnh báo cũng như là những cái nhận định của em Tùng đúng không vậy? Đó, những cái sự cảnh báo trong livestream cũng như là những cái sự cảnh báo ở trong cái những cái video mà em có làm gần đây đó, những cái cảnh báo điều chỉnh và sóng bất động sản này, đó. chu kỳ biến động sắp bắt đầu này thì em cảnh báo cho cả nhà từ ngày 15 đúng không? Đó, và cuối tuần vừa tuần trước trong phần vĩ mô và tiền tệ cuối tuần thì em cũng nói là cho cả nhà một lần nữa hay là những cái điểm bán này em có nói với cả nhà này đó thì khi mà em bán khoảng tầm 5-6 ngày trước thì em nói với cả nhà là chờ thăm minh ngày 15 đến ngày 19 thì trường sẽ có những cái biến động nữa chị đó những cái mạng cổ phiếu à, khi mà em nhảy tàu em nói với cả nhà này xin chào các chiến sĩ em nhảy tàu để chơi nhịp góc 20-30 phần trăm đây thăm minh vào ngày 15 tháng ngày 19 thì trường sẽ có những cái nhịp rung lắc tích lũy đúng nhỉ. đó thì anh chị anh dung là những cái cảnh báo khi mà mọi người follow em thì ở đây thì uh, mọi người ủng hộ em thì em cũng sẽ hỗ trợ uh, nhiều hơn cho anh chị anh chị ha cho nên cậu cả nhà nhớ ủng hộ còn nếu anh chị muốn đồng hành để nhận được những cái sự khuyến nghị cũng như là những cái kế hoạch và hành động trong cái giờ sắp tới thì cả nhà cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại hoặc là số zalo ở trên màn hình anh chị welcome tất cả mọi người và cảm một lần nữa thì cảm ơn mọi người rất là nhiều và chúc mọi người ngủ ngon ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 9 giờ trong phiên khớp lệnh vào 12 giờ 45 phiên khớp lệnh buổi chiều trong chương trình trình nhịp đập thị trường nha anh chị rồi cảm ơn cả nhà bye bye